Cùng với việc tập trung mua sắm trang thiết bị y tế thời gian qua, tỉnh Long An còn quan tâm phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực này. Mới đây nhất, Sở Y tế tỉnh Long An đã ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế. Theo đó, tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng là 220 viên chức, trong đó 100 đã khai chỉ tiêu vị trí việc làm hạng 3, gồm bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, và 118 vị trí việc làm hạng 4, gồm điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dân số viên. Các chỉ tiêu được tuyển dụng sẽ bổ sung cho 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế. Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng về vị trí việc làm, lĩnh vực đăng ký dự tuyển theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần tuyển.